anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý anh chị và các bạn, mình đã đến với kênh ô tô miền Nam. Thì hôm nay Hảo sẽ xin giới thiệu quý anh chị về một cái dòng sản phẩm xe đầu kéo. Thì trước mặt ảnh quý anh chị lên đây, đây là cái dòng đầu kéo Hyundai Ixen thế hệ thứ 3 được phân phối tại nhà Hyundai nha quý anh chị. Đó, thì cái sản phẩm thế hệ đầu kéo mới nhất này thì nó sẽ đưa ra về thị trường Việt Nam mình vào năm 2020 nha. Đó, xe nhìn về kiểu dáng thiết kế thì nó khá là mạnh mẽ và nó hầm hố nha. Và quý anh chị mình thấy không, bên ngoài nó để là B440, thể hiện công suất động cơ 440 mã lực. Và đặc biệt thì cái xe này thế hệ Euro 5 nhưng mà vẫn không sử dụng cái nước UD, nước xử lý khí thải. Đó, thì bây giờ Hảo sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm xe đầu kéo này đến cho quý anh chị mình nhé. Đó, thì nhìn về bề ngoài tổng thể thì Hyundai sẽ được đưa ra 3 thế hệ. Thế hệ đầu tiên được sản xuất vào năm 1997, đó là dòng đầu kéo HD1000, và cái thế hệ thứ hai của nó được sản xuất vào năm 2004. Đó, còn đây là cái sản phẩm thế hệ thứ 3 của đầu kéo Hyundai. Đó, thì logo Hyundai thì đương nhiên nó được đặt ở trọng tâm ở giữa nha. Logo là mạ chrome nha quý anh chị. Đó, và cái logo này thì quý anh chị mình nhìn thì mình sẽ giống những cái dòng xe mà ô tô điện nha. Đó, lối thiết kế mới nhìn nó khá là đẹp, khá là bắt mắt nha. Và về xe đầu cabin thì cái chiều cao của nó được lên là 3,5 m nha quý anh chị. Đấy, 3,5 m, khá là cao, khá là thoáng, phù hợp cho quý anh chị nào mình vận chuyển hàng hóa Bắc Nam, mình vận chuyển những cung đường dài. Đó, khoang cabin rộng rãi, mình có thể là nghỉ ngơi trong suốt quá trình mình di chuyển nhé. Đấy, đèn xe thì đèn halogen có tích hợp luôn giải led nè. Đó, và hệ thống đèn tăng cường độ chiếu sáng là cái đèn bi gầm. Đó, nhìn thì con xe Ixen thì cái độ sáng của nó chiếu cho quý anh chị mình trong những cung đường gồ ghề khó khăn thì nó sẽ giúp tăng cường cái lượng ánh sáng cho quý anh chị mình. Quý anh chị mình có thể là đi đường nó sẽ tốt hơn nha. Đấy, và bên hông của cái đầu cabin này làm những cái hốc gió này giúp cho con xe có cái độ ngầu hơn. Và về cái phần khí động học, khi con xe di chuyển nó sẽ linh hoạt hơn, nó giảm thiểu cái phần lực cản của gió, nó sẽ giúp con xe chúng ta tiết kiệm được cái phần nhiên liệu được một ít nha. Đó, và xe này trang bị là hệ thống gương hai phần riêng biệt luôn, phía dưới là gương cầu lồi nè và phía trên là gương một mảnh to. Đó, giúp quý anh chị mình có thể là quan sát toàn bộ về cái phần xe cũng như là về cái phần rơ móc phía sau khi mà quý anh chị mình kéo hàng nha. Đấy, rồi phía trước đầu cabin thì cũng được trang bị cái tấm che nắng nha, này hay còn gọi là lên mão á. Đó, phía trên nó cũng được trang bị đèn led báo kích thước. Đó, và cái phần trên cùng luôn đó là phần hệ thống còi hơi nha quý chị. Xe có hai chế độ còi, nếu mà quý chị mình hoạt động trong khu đô thị, quý chị mình mở chế độ còi điện, còn khi mà chúng ta đi đường dài, những cung đường đại lộ xa lộ, chúng ta cần cái tiếng còi nó to hơn thì quý anh chị mình có thể là chuyển qua chế độ còi hơi nha. Đấy, trước đầu xe cũng trang bị cho quý anh chị mình một cái gương cầu lồi nha. Đó, cái gương cầu lồi để quan sát cái phần đầu xe, để cho cái xe máy khi di chuyển những cung đường đông xe thì tài xế có thể là quan sát được cái phần đầu xe phía trên nha. Đó, sang bên đây, về phần bên cửa phụ này hay còn gọi là bên lơ á, ngồi á, thì về mé bên tay phải của con xe thì cái lưu lượng xe máy di chuyển vào bên hông xe này rất là nhiều, nên là con xe cũng được trang bị cái gương cầu lồi nha quý anh chị, để cho bác tài có thể nhìn được cái lưu lượng xe máy di chuyển vào bên hông. Đó, rồi về phần lớp xe. Đó, cái lớp xe này hơn hẳn lớp xe thế hệ trước là HD1000 nha quý anh chị. Xe được trang bị lớp 22.5, mâm này là mâm 12. Lớp xe này là đương nhiên cái dòng đầu kéo mà, nó sẽ trang bị lên đến là 18 lớp bố, thay vì HD1000 chỉ có 16 lớp bố thôi nha quý anh chị, nó hơn hẳn 2 lớp bố nha. Đó,
về phần bình dầu này, bình dầu tiêu hao nhiên liệu, thì đối với cái mẫu đầu kéo Hyundai Xe này được trang bị cái khối động cơ sấp xỉ 12.8 lít, công suất 440 mã lực, đi kèm theo nó là hộp số của Demos. Đó, Demos là thương hiệu hộp số và gắn liền với tên tuổi của Hyundai luôn. Nhắc tới Hyundai thì quý anh chị mình nghĩ tới là phải là hộp số Demos. Đó, hộp số lần này được trang bị cho con xe đầu kéo thế hệ thứ ba là Demos nha quý anh chị. Khác với HD 1000, HD 1000 là hộp số ép dắt nha. Và cái hộp số này lên đến là 12 cấp số và 3 vị trí để cho quý anh chị mình sang số. Đó, và hồi Hảo sẽ lên cabin, Hảo sẽ hướng dẫn quý anh chị mình thao tác sang số nha. Đó. Đi kèm theo nó thì cái bình dầu nó được trang bị lên đến là 400 lít để cho quý anh chị mình di chuyển trong cái cung đường dài. Đó, quý anh chị mình đỡ tốn cái thời gian chúng ta đổ dầu và cũng như vào những cái vùng sâu vùng xa không có dầu tốt. Đó. Và đặc biệt thì quý anh chị mình nên khuyến cáo quý anh chị mình chạy những dòng xe thế hệ Euro 4, Euro 5 rồi thì quý anh chị mình nên đổ dầu là 0.001. Đó, thì nó sẽ tốt hơn cho con xe. Đấy. Rồi. Xe thì cũng được trang bị phanh hơi lốc kê nha quý anh chị. Đấy, bầu hơi nè. Đấy, bình hơi đây. Đấy. Và hai cầu sau là hai cầu chủ động nha. Quý anh chị mình có thể là gài cầu được nha. Đó, gài cầu. Hoặc là chúng ta có thể là đi được một cầu, hai cầu. Hoặc chúng ta gài cầu lại luôn. Đấy, giúp cho con xe nó có dướng lầy thì nó cũng thể là khả năng của nó vượt trội, nó có thể là vượt qua vũng lầy được nha. Đó. Có một điều mà thế hệ thứ ba của đầu kéo Hyundai mà quý anh chị mình trông chờ nhất, đó là phần hệ thống nâng đầu cabin. Đó, hệ thống nâng đầu cabin nó vẫn sử dụng là cơ nha quý anh chị. Đó, còn nếu mà quý anh chị mình cần lên bơm điện nâng đầu bằng điện thì quý anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp qua cho Hảo, Hảo sẽ tư vấn cho quý anh chị mình lên luôn cái phần nâng đầu cabin bằng điện nha. Đấy. Rồi, về phần mâm đĩa này, mâm đĩa kim chị kéo hàng thì cái hệ thống mâm này được nhập khẩu từ Đức nha quý anh chị. Đấy, mâm được nhập khẩu từ Đức nha. Đó, khác hẳn HD 1000 nha quý anh chị. Phía trên thì đương nhiên là phải trang bị lớp dự phòng theo xe. Và một điều nữa mà quý anh chị mình hay quan tâm đến cái sản phẩm xe đầu kéo là khi mà quý anh chị mình lắp hệ thống cẩu trên xe, thì đặc biệt cái dòng đầu kéo Hyundai Accent lần này, cái chiều dài trục cơ sở của nó lên đến là 7m1, thì cái chiều dài này nó hơn hẳn HD 1000 luôn. Thì quý anh chị mình thoải mái, quý anh chị mình lắp cẩu trên cái đầu kéo này đều được nha.